đây đó, hiểu không? Là bồ cầm bồ làm giống như thợ làm, còn để kia cúi mũi tiếng mồm. Đúng rồi đó, thấy chưa? Đúng rồi, ok đó đó, phải vậy đó, thấy khác liền không? Đúng thế, ngày mai mà cứ vô làm ảnh ngọn bên bồ ngọn bên, đừng ngồi kiểu kia. Đúng rồi, cho keo vừa chính xác, hỗ trợ cho hai bên luôn đi, là mình mới kéo từ chính giữa ra. Ok rồi, được rồi đó, dán này vừa gần lại. Cái lực mình đây nè, thấy không, ít keo quá, thấy chưa? Món mình bự lắm, món mình to lắm, món nam mà. Tôi kệ nó đi, lát mình chấm thêm keo vô. Đừng ngưng đi, ngưng trễ nè, là nó dính đó rồi đúng không? Ví dụ chỗ này nó thiếu keo nè, mình chấm thêm keo vô. Đó, rồi mình muốn ấn thì mình ấn. Đủ keo, nó phải đủ keo mình mới ấn vô được. Đâm này dán, cái này chỗ này nó lại dư, chỗ kia thiếu rồi kìa. Rồi dán lại. Không, phải có keo mình mới ịnh vô được, chứ nó không có keo mà ịnh. Rồi dán tiếp bên chỗ đó. Nếu mà chỗ này nó đã xuất ra rồi, bớt phần nhẹ nhẹ mới dán vô được. Rồi dán đi. Nó dán móng nữa thôi, xong mình cắt rồi là. Ơi lớp mình nhớ nha, khi mình tập gieo tập món nào ừ món đó thì lớp mình nha. Ừ chúng ta nhảy ok em gái cái gì đó đi cái gì đeo kim sa làm sao làm được năm món, nhưng khi đắp á đắp món nào hơn món đó chúng ta nhảy nha. Thank you.